có một ít mẫu kéo cắt cành trên cao. Em sẽ có cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác nha. Đây là cái mẫu kéo 3m các bác ạ. Đấy, các bác mua thì nó sẽ có mẫu 3m, 4m, thậm chí là 5m. Đấy, nhưng mà hôm nay thì là em sẽ giới thiệu cho các bác cái mẫu kéo 3m. Các bác cần cái mẫu nào thì có thể liên hệ trực tiếp bên nhà em nhé. Đấy, khi mà các bác nhận về thì nó sẽ là nguyên đa nguyên kiện như thế này. Đây, nó sẽ là nguyên một chiếc kéo như thế này các bác ạ. Với một chiếc kéo 3m, nhưng mà khi mà các bác thu về như thế này này, nó chỉ là 1m8 thôi nha. Rất là tiện lợi. Đấy, các bác mua về thì mình sẽ mở ra. Đấy, mở kéo ra hoạt động là mình sử dụng thôi. Khi mà các bác tháo ra này, đây tháo cái kéo này ra thì nó sẽ còn có một cái lưỡi cưa ở đây các bác nha. Các bác nhớ này, không phải nhiều bác không lưu ý là mình tháo kéo ra mình vui quá là mình vứt bỏ cái miếng bìa này đi, là trong này nó có một cái lưỡi cưa đấy các bác. Đấy, trong này sẽ có một cái lưỡi cưa cho các bác để khi mà các bác sử dụng mình cắt những cái cành cây to tầm ngón tay cái trở lên thì là mình lên sử dụng lưỡi cưa để cho cái kéo nó được bền các bác nha. Cái mẫu kéo này thì sẽ là cái mẫu kéo 3m và hôm nay thì mức giá rất là rẻ. Đây là em sẽ quay chi tiết cho các bác này. Cái kéo này thì các bác có thể cắt tỉa cành cho rơi trực tiếp này và có thể đỡ quả không rơi. Đây, khi mà các bác mua về thì các bác nhớ là mở ở đây nó sẽ có một cái lối lấy chốt ở đây này. Và các bác nhìn này, ở đây là cái kéo nó sẽ chạy bằng cái dây. Đây, cái dây xích như này, siêu to luôn nha các bác nha. Và các bác sẽ mở kéo ra. Đấy, khi mà các bác mở kéo ra thì là bắt đầu là ở đây là mình sẽ bóc còi như thế này này. Đấy, bóc còi như thế này thì là mình sẽ sử dụng để tỉa cành được nhá. Nó sẽ có hai phần, kéo thì có chức năng là tỉa cành nhà các bác cắt ở cái đầu bên này. Đấy, đầu bên này sẽ là tỉa cành cho rơi trực tiếp này. Còn sang cái đầu bên này này thì sẽ là cái chức năng mà đỡ quả không rơi, để khi mà các bác đi vặt bồng, vặt bưởi hay là hái nhãn này, đấy hái những cái trái cây từ trên cao với một cái cây kéo 3m như thế này. Nhưng mà nếu mà các bác cộng thêm cái chiều cao cơ thể tầm 2m trở lên nữa thì các bác sẽ cắt được cái độ cao tầm 5-6m nha. Đấy, và cái kéo này thì không nhất thiết là mình phải mở dài 3m, mình sẽ có thể là tùy chỉnh. Ở đây nó sẽ có cái lớp này, đây này các bác này. Đấy, các bác mở đây nhá, nó sẽ có những cái lỗ chốt như thế này. Và cái phần chỗ này nó như là một cái công tắc điện, là các bác phải cho nó vào đúng lỗ chốt nhá. Đúng cái lỗ chốt tròn này này các bác này. Ví dụ đây là một cái lỗ chốt bên trên này, đây là lỗ chốt bên dưới này. Cái phần công tắc này các bác phải cho vào đúng lỗ chốt dưới hoặc lỗ chốt trên, chứ các bác không được để lơ lửng như này. Khi mình để lơ lửng như thế này, đây em đang để lơ lửng như này, nó chưa vào lỗ chốt thì các bác bấm kéo nó sẽ không hoạt động nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Này, mình không cho vào lỗ chốt thì kéo sẽ không hoạt động đâu, cho nên là các bác bắt buộc là cái phần công tắc này các bác phải cho vào đúng cái lỗ chốt đấy. Khi mà các bác bấm nó kêu tạch một cái như này, đấy nó phải như thế này thì kéo nó mới bấm ở bên trên này các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Nhiều bác mà không để ý là về các bác chưa cho vào lỗ chốt là các bác bảo kéo lỗi kéo hỏng, là không phải đâu. Ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều những cái lỗ chốt này các bác này. Đấy, các bác kéo hết cỡ thì nó sẽ dài đến 3m và có rất là nhiều những cái lỗ chốt tròn như thế này. Cái phần công tắc điện này các bác nhớ cho vào đúng lỗ chốt cho em là được nhá. Đấy, các bác có thể rút lên rút xuống như thế này. Đấy, và tối đa để thu về tối đa ngắn nhất của nó sẽ là 1m8 và kéo dài hết cỡ thì sẽ là 3m các bác ạ. Chất liệu của kéo này hợp kim nhôm này, cầm rất chi là nhẹ nhá, dễ dùng và an toàn khi sử dụng cho em. Ở đây nó có cả cái phần cao su này các bác này. Đấy, dùng như này nó không có bị trơn trượt này, rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Và hôm nay thì với một chiếc kéo cắt cành trên cao tiện lợi như thế này mà bên em sale tặng các bác giá chỉ còn có 350.000 cho một cái chiếc kéo 3m như thế này các bác nha. Chốt đơn các bác gọi cho em là kéo cắt cành trên cao với mức giá là 350.000 kéo 3m. Bây giờ em quay chi tiết vào đây. Đấy, quay chi tiết vào đây để các bác có thể nhìn thấy rõ này. Quay chi tiết vào đây để cho các bác có thể nhìn thấy rõ chất liệu của cái mã sản phẩm này. Đây sẽ là một cái mã sản phẩm mà sẽ có rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm và em bán cũng đã rất là lâu năm rồi. Một cái mã sản phẩm mà hôm nay sẽ đáp ứng đủ 3 tiêu chí hàng ngon bổ rẻ nhất cho các bác nhà mình. Đấy, mẫu kéo gọi là bao đẹp bao rẻ cho các bác luôn nhá. Bao giá toàn thị trường cho các bác nhà mình luôn. Đấy, và ngoài ra thì hôm nay sẽ có nhiều những cái mã sản phẩm thanh lý giá rất chi là hời luôn. Bác nào mà cần quan tâm cái mã nào thì các bác hãy cứ nhanh tay mình liên hệ trực tiếp bên em để có cái đơn hàng thành công các bác nha. Hôm nay bên em còn một ít bình tông các bác ơi, hàng rất chi là đẹp và chắc chắn luôn, em sẽ sale cho bác giá thì rất chi là rẻ với hai cái mẫu bình tông như thế này các bác ạ. Và bên này sẽ là cái mẫu bình nhỏ, bên này sẽ là cái mẫu bình to các bác nha. Mẫu bình nhỏ thì sẽ là loại bình tông 1 lít, 1,5 lít, 2 lít và 3 lít. Còn cái mẫu bình tông to thì sẽ là loại 4 lít hoặc 5 lít các bác nha. Bây giờ em sẽ chi tiết cho các bác này. Đầu tiên là cái mẫu bình nhỏ trước. Cái mẫu bình nhỏ thì nó sẽ theo cái bao da như thế này này các bác ơi. Đấy, mình có quay theo như thế này.
đi đâu cũng rất chi là tiện. Cái này thì các bác có thể là sử dụng nước, đựng nước uống này cho các bác đi làm công trình công ty này, hay là các bác đi tham quan du lịch thì mình có thể đựng nước uống ở đây nha, đi tham quan du lịch các thứ sách đi này, đẹp chưa. Hoặc là các bác có thể mua mình làm quà tặng này, cái bao da rất là đẹp luôn các bác. Khi mà các bác mở cái bao da này ra đấy, mở cái bao da đây này, em có mở sẵn một cái để cho các bác mình xem nhá. Mở bao da thì bên trong nó sẽ là một cái bình tông như thế này các bác ạ. Cái mẫu bình tông này thì nó sẽ có loại này 1 lít, 1,5 lít, 2 lít hoặc 3 lít. Nó hình thức nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác nhau về kích thước to hơn và bé hơn thôi. Cho nên là em sẽ mở quay chi tiết cho các bác một chiếc bình tông 1 lít này để cho các bác tham khảo nha. Và các bác cần mua loại mấy lít thì các bác cứ báo bên em đang đủ số lượng cho các bác, và giá hôm nay giá siêu hời luôn các bác ạ. Đây, với cái bình nhỏ thì cái lắp của nó sẽ là như thế này. Khi mà các bác mở lắp ra, cái nắp của nó vẫn liền với cái bình tông như thế này, cho nên là các bác không sợ nó bị rơi mất cái lắp này nhá. Đấy, đây, đẹp chưa các bác? Đấy, ở trong cái thùng này còn rất là nhiều cỡ. Đấy, các bác có thể lấy cỡ to hoặc là cỡ bé. Như cái cỡ này là cỡ 1 lít này, to hơn như cái cỡ này nè, 2 lít, 3 lít hoặc là 1 lít rưỡi các bác nhá. Đấy, các bác cần cỡ bao nhiêu thì các bác cứ báo bên em. Đấy, cái đợt này em đang sale giá rất là hời, cho nên là các bác cứ nhanh tay. Cái bình tông này sẽ là cái bình tông của Liên bang Nga đúng không ạ? Chất liệu nó sẽ là inox nha. Dùng thì rất chi là bền luôn. Nói chung là sáng bóng, hàng chuẩn xịn loại 1 cho các bác. Hàng loại 1 cho các bác luôn nha. Sáng bóng đẹp cực kỳ luôn cho em. Đấy, các bác cần cái cỡ nào thì các bác cứ alo, cứ liên hệ trực tiếp đi, để nhân viên thì em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác luôn. Còn nếu như mà các bác mua về đựng rượu này, nhất là trong cái dịp Tết này, các bác có thể mua về đựng rượu thì các bác có thể tham khảo cái bình to như thế này. Đây này, đựng rượu thì cái bình này là bình 4 lít này các bác này, hoặc là cái bình 5 lít như thế này nha. Đây, đấy, nếu mà khi mà các bác mua ra cái bình to 4 lít hoặc 5 lít thì các bác nhìn cho em là cái hình thức bao da nó sẽ khác so với những cái bình nhỏ nhá. Cái bao da nó sẽ là như thế này, có cái dây, hai cái dây xách như thế này. Đấy, và đây này, đây là có một cái ngăn này là có cái nút khóa như này luôn cho các bác này. Bên trong cái ngăn này các bác mua về các bác mở ra nha, nó sẽ có một cái dây đeo ở đây, một cái dây đeo để các bác móc vào hai bên quy này này. Đấy, các bác về các bác sẽ móc cho em vào hai cái bên quy này. Bên sườn nó có quy này, đây này các bác này. Đấy, các bác móc vào để nó có được cái dây đeo giống như cái bình nhỏ này này các bác. Đấy, móc vào nó có cái dây đeo giống như cái bình nhỏ này nha. Đấy, về là các bác nhớ lấy cái dây này ra. Và đằng sau này nó lại có một cái ngăn này là cái ngăn khóa. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái ngăn kéo khóa để các bác có thể đựng đồ được nhá. Điện chưa? Quá đẹp luôn. Và mở ra cho bình ra đây. Đây, cái bình này em đã cho cái bình 4 lít để ra cho các bác xem đây. Cái bao da này nó thật sự các bác là nó như là một cái túi, như là một cái túi da luôn, đẹp cực kỳ lớn. Hoặc một cái túi da này các bác mua ngoài thị trường cũng trị giá bao nhiêu là tiền rồi các bác. Đấy, và đây cái mẫu bình 4 lít đây ạ. 4 lít hoặc 5 lít nó sẽ là hàng như thế này. Siêu to luôn các bác nha. Sang cái bình to 4 lít hoặc 5 lít thì các bác nhìn cho em, cái lắp của nó sẽ là hàng lắp rời. Khi mà các bác tháo ra nó lắp nó sẽ rời như thế này, nó không dính liền giống như những cái bình nhỏ nha. Đó, nếu mà bác làm và mua về mình đựng rượu thì mình có thể mua cái bình 4 lít hoặc là bình 5 lít. Và bây giờ thì em sẽ quay sát màn hình vào đây để cho các bác có thể nhìn thấy rõ này, nhìn thấy rõ được chất liệu của cái sản phẩm này, từ cái bao da này cho đến cái bình tông này. Mẫu mã thì rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, hôm nay em vẫn còn đủ các cỡ nha, to nhỏ khác nhau là có đủ hết. Các bác cần cái cỡ nào thì các bác hãy nhanh tay mình liên hệ trực tiếp nhà em luôn. Đang được mua cái giá sale giá tốt, cho nên là các bác chỉ cần nhanh tay thôi là các bác sẽ có đơn hàng thành công nha. Một cái mã sản phẩm phải nói rằng là giá siêu rẻ và hàng bao ngon cho tất cả các bác nhà mình. Hàng Himoki chính hãng cho em các bác nha. À, đây sẽ là cái mẫu thân đèn của Himoki loại 48 bóng LED. Và bộ chuyển sạc nha các bác. Bộ chuyển từ pin, chuyển từ pin phổ thông sang điện 220V. Đấy, hôm nay hai cái mã sản phẩm này có cái chương trình sale đồng giá cho các bác. Nếu mà hôm nay mà bác nào mà chốt cái thân đèn của Himoki loại 48 bóng LED này này. Đấy, thân đèn thì nó chưa theo pin và sạc nhá, nhưng mà cái thân đèn này thì sẽ thiết kế là hàng chân pin phổ thông này các bác này. Bên đằng sau có công tắc tắt mở như này cho em nha. Về các bác lắp vào cái quả pin chân pin thông dụng là các bác xài. Đây, em đang lắp vào cái quả pin 15 cell của Dorama và em sẽ bật công tắc lên để cho các bác nhà mình cùng xem thử cái độ sáng của cái mẫu đèn này nhá. Đèn rất chi là sáng. Đấy, trong phòng thì em đang để điện rất chi là sáng rồi, và các bác vẫn nhìn thấy cái ánh sáng của đèn đây này các bác này. Đấy, cực kỳ là sáng luôn, phải nói rằng là sáng như một cái đèn xe ô tô luôn nha các bác nha. Đấy, chốt đơn cái mã này nha. Hôm nay thì các bác lên đơn cho em thân đèn 48 bóng LED của Himoki. Đây, cái thông số đây này các bác này. Thông số của đèn đây nha.
Đó, và hôm nay thì giá chỉ có 250.000 đồng thôi. 250.000 đồng mà các bác có thể mua về được một cái thân đèn sử dụng với thiết kế là 48 bóng led siêu sáng cho em luôn. Đấy, giá thì cực rẻ, giá cực hời và số lượng thì có rất là ít. Cho nên là bác nào ưng cái mã này thì mình có thể nhanh tay mình đặt hàng giúp em. Lên đơn đọc đúng tên mã sản phẩm cho em là thân đèn Hiboki 48 bóng led, giá chỉ có 250.000. Còn cái bộ đế chuyển này này, đế chuyển này em đang lắp vào pin đây, cái này đang lắp vào pin thì nó sẽ ra đây này. Có những cái cổng này là cổng USB các bác sạc điện thoại này, và đây sẽ là những cái ổ điện 220V các bác nha. Đấy, cái đế chuyển này giá cũng chỉ có 250.000 thôi. Nhưng mà tất cả nó đều chưa theo pin. Bác nào chưa có pin mình sẽ mua thêm pin. Đây, và các bác lắp pin vào đây, giống như thế này này. Đây, em đang lắp vào cái quả pin 10 cell của Mazda đây. Lắp vào pin là nó sẽ chuyển từ quả pin chân pin phổ thông. Các bác bắt buộc là mình phải lắp những cái quả pin chân pin phổ thông các bác nha. Chân pin phổ thông thì là sẽ vừa và rất là tiện lợi này, hữu ích cực kỳ luôn mà lại giá rẻ nữa. Đấy, nếu như mà trong trường hợp này bác nào chưa có pin mình sẽ mua thêm pin. Đấy, ví dụ như là hôm nay cái quả pin 10 cell của Mazda này này, em sell các bác giá có 170 thôi. Pin thì em sẽ có nhiều phân khúc pin, pin 10 cell, pin 15 cell, thậm chí pin 20 cell. Đấy, như cái quả pin 15 cell của Dadama này đây, pin chính hãng luôn, có đèn báo pin mà giá chỉ có 270.000 đồng. Hôm nay thì bên em sell rất là nhiều các mã pin. Các bác mua pin 15 cell, thậm chí 20 xe mà giá thì rẻ ngang ngửa hoặc là rẻ hơn những cái pin 10 xe mà các bác mua ngoài thị trường. Đấy, còn thân đèn của Himoki và đế chuyển sạc, đế chuyển pin của Himoki thì giá quá là rẻ luôn. Đế này là đế chuyển, các bác lưu ý cho em là chuyển từ pin phổ thông sang điện 220V, quá là tiện lợi luôn. Sale đồng giá hai cái mã này, giá chỉ có 250.000 trên một sản phẩm thôi, siêu siêu rẻ luôn cho em các bác ạ. Kho ga mili, em sẽ có mã một ống hoặc là hai ống như thế này. Và hôm nay thì với mức giá rất chi là rẻ, giá phải nói rằng là siêu 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 rẻ để phục vụ cho tất cả các bác. Các bác sẽ có hai sự lựa chọn nha. Đây sẽ là cái khò ga một ống đây. Khò ga một ống thì các bác hàn nó sẽ ra một ngọn lửa như thế này. Và cái này thì sẽ được trang bị cho các bác là que hàn này và cái lọ thuốc hàn như này đầy đủ nha. Cái này thì không theo bình ga mili và các bác sẽ có một cái bình ga mili và các bác lắp lại giống như cái hình ảnh như này cho em. Đấy, bình ga là không đi kèm các bác nha. Về các bác sẽ lắp vào bình ga, mình sẽ sử dụng để mình hàn đồng này hay là khò lông chó, lông vịt rất là ok, rất là tiện lợi luôn các bác ạ. Đấy, các bác mua về làm gia đình thì quá là tuyệt vời rồi. Hoặc là anh em thợ nhá, các anh em thợ điện lạnh mà đi làm hàn ống đồng thì quá là ok luôn. Đấy, và hôm nay thì với một cái khò ga một ống như thế này, em sale tặng các anh giá chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái khò ga một ống như thế này. Và nếu như mà các anh muốn mạnh hơn thì mình sẽ lấy cho em cái khò ga hai ống nhá. Đây sẽ là cái loại hai ống này. Hai ống thì nó sẽ không theo que hàn và thuốc hàn đâu các anh ạ. Đấy, cái này nó sẽ ra hai ngọn lửa này. Đấy, các anh hàn nó sẽ ra hai ngọn lửa như này, siêu mạnh luôn. Đấy, vào bình ga thì cũng không đi kèm. Các anh về sẽ cứ lắp vào bình ga mini giống như cái hình ảnh như này cho em. Những cái khò ga này thì các anh sẽ mồi lửa nhá. Mình sẽ lấy bật lửa mình châm lửa mồi lửa, là cái này dùng rất chi là bền luôn. Đấy, riêng cái mẫu khò này nhân viên kỹ thuật bên em dùng rất là lâu năm, nó vẫn rất là ok, vẫn chưa bao giờ mà thấy nó hỏng các anh nhá. Dùng rất là bền, nó sẽ bền hơn những cái loại khò khác ngoài thị trường rất là nhiều luôn đấy ạ. Và hôm nay thì có hai sự lựa chọn cho các anh. Nếu mà anh nào mua khò một ống giá là 90.000, còn cái khò hai ống này thì giá cũng chỉ có 120.000 thôi. Giá thì phải nói rằng là bao rẻ và hàng chất lượng thì là bao ngon cho các anh. Số lượng là đang có nhiều và giá thì đang là giá cạnh tranh, giá rẻ, giá yêu thương cho các anh. Nên là anh nào mình quan tâm, mình chốt mã nào thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp để mình có đơn hàng nha. Một cái mã sản phẩm gọi là phù hợp với mọi người mọi nhà đây các bác nha. Bộ lam xích để lắp vào máy mài một tấc này, quá là tiện lợi luôn các bác ạ. Mua về cắt cây cắt cành cực kỳ là ok luôn nha. Và sản phẩm thì sẽ đầy đủ như thế này. Các bác sẽ có một nam này, một xích này. Đấy, những cái tay cầm này có cả lọ đựng dầu này, ốp chắn lá gió là sẽ đầy đủ như thế này cho em. Nguyên một bộ sản phẩm sẽ bao gồm đầy đủ như thế này. Mà ngày hôm nay thì chỉ với mức giá có 160.000 đồng thôi. 160.000 đồng để các bác nhận về nguyên một combo sản phẩm đầy đủ. Và các bác sẽ lắp lại giống như hình ảnh như thế này. Đấy, lắp vào máy mài như này. Các bác có thể lắp vào máy mài pin hoặc là máy mài điện. Cứ máy một tấc là các bác sẽ xài được. Và ngày hôm nay thì do là bên em đang có cái chương trình sale, cho nên là các bác mua được cái giá rất chi là rẻ, giá rất chi là hời. Các bác chỉ cần nhanh tay thôi. Nhanh tay là mình sẽ đặt hàng được thành công.
bởi vì trong kho còn số lượng ít nên là các bác lưu ý này. Mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp để đặt hàng. Lên đơn nhớ gọi cho em là bộ lam xích với mức giá chỉ có 160 ngàn đồng thôi các bác nha. Mã khoan pin ngon bổ rẻ cho các bác nha. Hôm nay thì em sẽ sell cái mã máy khoan pin 13 ly của Himoki, hàng chính hãng luôn các bác nha. Đây sẽ là một con máy khoan đầu 13 ly, mã là 135 các bác nha. Đây, mã máy sẽ là 135 này. Và cái sản phẩm này thì các bác nhìn cho em, nguyên bộ thì rất chi là đầy đủ luôn này. Bao gồm một thân máy, hai pin và một sạc, có tay cầm đi theo như này cho em nha. Máy sẽ là đầu 13 ly đấy các bác ạ. Và pin sẽ là pin châu 10 cell trên pin thông dụng như thế này. Sạc thì sẽ là sạc bàn nhá, logo dập lỗi trên sạc luôn này, Himoki này, hãng chính hãng cho em này. Máy cũng là logo dập lỗi luôn này. Đây để em sẽ thử máy cho các bác luôn. Đây sẽ là một con máy khoan 3 chức năng, có chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa để hỗ trợ khoan tường này. Hàng đa di năng nhá. Bao xà cho tất cả các bác ở đây, nó sẽ là có hai tốc. Đây nó có ở tốc 1 này. Tốc 1 này, khi các bác lên tốc 2 này. Đấy, tốc 2 đây. Khỏe ơi là khỏe luôn các bác nha. Hàng đa di lăng để cho các bác có thể bắn tôn, bắn vít này, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường cho em đều ok hết luôn. Hàng công ty, hàng chính hãng lên là anh em mình xài thì cứ cực kỳ là yên tâm về chất lượng cho em. Nếu mà hôm nay anh em nào mình chốt cái mã sản phẩm này cứ gọi cho em là khoan pin Himoki 13 ly mã 135 với mức giá em bán tặng tới tay tất cả các bác chỉ có mức giá là 1.350.000 đồng thôi. Máy này thì sẽ điều chỉnh cho em là 23 cấp độ chuột các bác nha. Đấy, mẫu máy thì là bao đẹp, bao xài và giá thì là bao rẻ. Số lượng thì là còn rất là ít, cho nên là sale giá rẻ sập sàn cho tất cả các bác luôn. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm muốn mua một bộ máy khoan hàng đa di lăng mà giá rẻ, hàng công ty, hàng chính hãng thì hãy nhanh tay tham khảo và sở hữu ngay cái mã sản phẩm này nha. Đây sẽ là một bộ máy hút bụi đa lăng các bác nha. Máy mini nha các bác, vừa hút bụi và vừa thổi bụi được. Đây này các bác ơi, phụ kiện thì rất là đầy đủ như thế này. Sẽ trang bị cho các bác từ những cái hút này, những cái thổi này. Đấy, những cái đầu hút, đầu thổi rất là nhiều, có cả lối dài luôn. Đấy, và vòi hút như thế kia. Cái này thì các bác dùng nó rất là tiện nhá. Nó sẽ có hai đầu máy này. Đấy, hai đầu máy ở hai đuôi như thế này. Đấy, một đầu sẽ là hút, một đầu sẽ là thổi các bác. Nếu ví dụ các bác lắp vào cái đầu này mà là hút thì thổi các bác sẽ quay sang cái đầu này nha. Máy thì là sẽ xài điện trực tiếp 220V và công suất cực đại này, 1000W luôn. Hàng này thì cực kỳ là tiện lợi rồi. Và mức giá hôm nay thì rẻ ơi là rẻ luôn, chỉ với 550.000 đồng thôi các bác sở hữu nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như này. Rất là nhiều chi tiết luôn nha. Các bác có thể còn có thể hút bụi ô tô này, ghế salon này, hay là bàn phím vi tính là mình vẫn có thể hút được, vì nó có rất là nhiều những cái đầu hút, đầu to, đầu nhỏ là sẽ trang bị cho các bác đầy đủ hết luôn. Đây sẽ là, em đảm bảo các bác, sẽ là một con máy hút bụi mini, hàng cực kỳ đa năng nhất luôn và giá thì cũng là rẻ nhất luôn. Các bác đặt hàng cứ gọi cho em là máy hút bụi điện màu đỏ. Đấy, cái này là xài điện trực tiếp 220V các bác nha. Gọi cho em là máy hút bụi điện màu đỏ. Em bán tặng chỉ với mức giá 550.000 thôi. Các bác chỉ cần nhanh tay là mình có đơn nha. Đợt này em về được một ít máy khoan pin 12V hàng chính hãng của Kutan các bác nha. Một cái mã sản phẩm mà đã được các bác hỏi em rất chi là nhiều luôn. Nhưng mà cái đợt này thật sự rất là cháy hàng, bởi vì là cái sản phẩm này đang được công ty sale giá rất chi là mạnh luôn các bạn. Giá cực kỳ là rẻ luôn, giá cực ưu đãi để dành tặng cho tất cả những bác nào mà mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Một bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho em một thân máy này, hai pin và một sạc các bác nha. Pin sẽ là dòng pin 12V, pin tròn chân pin tam giác như này. Và sạc thì sẽ là sạc adapter nha. Máy thì sẽ là máy hai chức năng các bác ạ. Đây, đây để em sẽ thử máy cho các bác nhà mình xem nha. Với cái sản phẩm này thì các bác sẽ có chức năng khoan và bắn vít này. Đây, máy có hai chức năng và điều chỉnh 25 cấp độ trượt nha. Đầu máy sẽ là đầu 10 ly và sử dụng motor chổi than rất chi là mạnh mẽ luôn. Nhất là anh em làm gia đình này, hay là anh em thợ thuyền mà anh em làm điện tử ấy, sử dụng để có thể là mở ốc tivi này, loa đài âm ly thì quá là tiện lợi, tuyệt vời. Và đặc biệt hôm nay thì giá rất chi là rẻ luôn, với mức giá cực sốc để gửi tặng tất cả anh em mình. Đây, chốt đơn các bác gọi cho em là khoan pin 12V màu đen của Kutan nha. Giá chỉ có 280.000 đồng thôi các bác nha. 280.000 đồng mà một bộ sản phẩm theo những hai pin và một sạc các bác. Thường là một cái quả pin 12V này các bác mua ngoài thị trường đã tầm 120 đến 150 rồi. Hôm nay để với mức giá 280.000 đồng mà các bác nhận về nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như này. Con này thì không thiết kế hộp nhựa nhá, cái hộp của nó sẽ là hộp giấy như thế này để có thể vận chuyển đóng gói đến cho các bác. Và giá thì rất chi là rẻ luôn, chỉ có 280k. Và em nhấn mạnh các bác, cái đợt này em về được có 1-2 thùng thôi, số lượng rất là ít.
Cho nên là bác nào mình đang có nhu cầu cái thì mình nhanh tay đặt hàng sớm đi thì mình có đơn hàng các bác nha. Chậm chân chậm tay là hết cơ hội đấy các bác ạ. Con máy này thì sẽ đáp ứng đủ 3 tiêu chí hàng ngon bổ và rẻ nhất cho em. Đây các bác nhìn cái mẫu máy đẹp. Sản phẩm bao gồm một thân máy nha, hai pin và một sạc. Rất chi là đầy đủ như thế này, hàng công ty, hàng chính hãng của Kutan các bác ạ. Dài cực kỳ là yên tâm về chất lượng. Hàng ngon bổ rẻ nhất vị Bắc Bộ luôn nha. Chốt đơn các bác nhớ gọi cho em là khoan pin 12V màu đen của Kutan. Và giá em bán tặng chỉ có 280 ngàn đồng thôi. Bây giờ em sẽ lên tiếp cho các bác một cái mã sản phẩm này. Đây, ở đây sẽ là những cái súng bắn đinh hạt lổ các bác nha. Cái này đợt này em về được có một thùng thôi. Một thùng có 10 chiếc thôi. Cho nên là bác nào chốt mình cũng nhanh tay này. Cái sản phẩm này nếu như mà ngoài thị trường các bác mua toàn 350-400 nghìn. Hôm nay em bán tặng các bác giá chỉ có 250 ngàn đồng thôi các bác nha. Nó sẽ là hàng nguyên hộp như thế này. Đấy, các bác sẽ có một máy này, có túi lò xo này, có găng tay này, có kính đi kèm đầy đủ như thế này. Hàng chính hãng của Kutan luôn nha các bác nha. Chốt đơn các bác gọi cho em là súng bắn đinh hạt lổ. Giá chỉ có 250 nghìn đồng trên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Cái này em có cả đinh nhá. Cái đinh thì nó không có đi theo máy. Nếu như mà bác nào mình chưa có đinh thì mình có thể mua thêm đinh. Mua đinh này em tính các bác là em bán hộ thôi, em tính là giá 1,5 triệu một cái đinh. Các bác có thể mua 100 cái đinh, 200 cái đinh, hay là thậm chí các bác mua 10 cái đinh, 20 cái đinh, em vẫn bóc tách ra em gửi cho các bác được nhá. Đấy, các bác cứ mua về các bác trải nghiệm đi. Và với cái sản phẩm này thì các bác khách hàng quan tâm rất là nhiều đấy ạ. Những bác nào mà đã mua rồi, đã từng sử dụng rồi, các bác đều feedback lại cho em là cái sản phẩm chất lượng rất là tốt. Cho nên là các bác cứ yên tâm luôn, bởi vì nó là hàng công ty và hàng chính hãng. Đặc biệt là cái giá này là giá em bán tặng rất là rẻ luôn, 250 nghìn thôi. Các bác mua được rẻ hơn so với ngoài thị trường tầm 150-200 nghìn luôn. Đấy, bác nào chốt thì mình nhanh tay nhé, vì số lượng có rất là ít. Nhớ chốt đơn gọi cho em là máy bắn đinh hạt lổ của Kutan. Đấy, giá cho em chỉ có 250 ngàn đồng. Nhớ nhé, gọi cho em là súng bắn đinh hạt lổ đi. Súng bắn đinh hạt lổ của Kutan. Đấy, giá 250k thôi các bác, quá là rẻ luôn. Máy khoan pin chưa bao giờ mà rẻ như thế này anh em nha. Đấy, hôm nay do là bên em đang dọn kho, nó lẻ mẫu, nó còn có vài bộ thôi. Nên là em sẽ sale cho anh em mình cái mã sản phẩm này. Đây là bộ máy khoan pin của Mazda, hàng chính hãng, dòng pin 5 sao cho em. Với cái sản phẩm này khi mà anh em mình nhận về rất là đầy đủ luôn anh em ạ. Đấy, sản phẩm đây bao gồm này, có một thân máy này, hai pin này, một sạc đi theo, và cái bộ phụ kiện đây sẽ là hơn 20 chi tiết, mũi khoa, mũi vít nha. Dòng pin sẽ là pin 5 xe và pin 21V anh em ạ. Đấy, đây để em sẽ quay chi tiết cho anh em mình cái mẫu máy này. Máy sẽ là dòng máy 3 chức năng. Đây, 3 chức năng thì là tức là anh em mình sẽ có 3 chức năng ở trên lưng máy như này. Đây, cái này là chế độ bắn vít này, chế độ khoa này và chế độ búa để khoan tường này. Khi mà anh em mình dùng cái chế độ nào thì mình xoay cái chế độ đó về cái chiều tam giác này này. Đấy, xoay ở đây này. Đấy, xoay như thế này nha. Đấy, anh em mình sẽ xoay di chuyển những cái chế độ này về cái chiều tam giác mũi tên cho nó đúng chiều nha, cho nó đúng chiều cho em. Ví dụ như là anh em bắn vít thì xoay cái vít về này, khoan gỗ thì mình xoay cái mũi khoan này. Đấy, còn khoan tường là xoay hình cái búa này nha. Nó sẽ có những cái biểu tượng như thế này cho anh em mình có thể dễ phân biệt và hiểu được này. Đấy, điều chỉnh là được 25 cất trượt đây. Dòng máy là sử dụng motor chổi than rất chi là khỏe luôn. Và đầu máy nó sẽ là đầu 10 ly nha. Đầu nhựa 10 ly và đầu tự xiết. Đấy, anh em mình sẽ lắp được mũi khoan 10 ly đổ lại. Và đây sẽ là một con máy khoan có đa chức năng, đa di năng cho anh em mình. Nếu mà anh em mà mua về nha, mình xài gia đình thì quá là thuận tiện, tuyệt vời cực kỳ luôn. Sẽ làm được mọi việc trong nhà, bởi vì là con này nó sẽ trang bị cho anh em mình này đầy đủ chi tiết, mũi khoan, mũi vít, nói chung là phục vụ anh em là đầy đủ từ A đến Z rồi. Đấy, còn anh em mà làm việc thợ thuyền các thứ thì mình lựa chọn những con máy nhỏ gọn. Muốn lựa chọn những con máy nhỏ gọn để làm việc nhỏ nhẹ này, như làm nhôm kính, làm trần nhựa các thứ, thì là anh em có thể mua cái sản phẩm như thế này. Đấy, nó vừa nhỏ gọn này, máy đẹp mà hôm nay đặc biệt này anh em sẽ mua được cái giá sale nha. Mua được cái giá sale và giá này sẽ là giá đại sale cho anh em mình luôn. Ngoài thị trường anh em mình đang mua với mức giá tầm 650-700 nghìn. Ngày hôm nay thì em sẽ tri ân tương tác bán tặng cho tất cả anh em mình với mức giá chỉ có là 399 ngàn đồng thôi anh em nha. 399 ngàn đồng thôi mà anh em sở về nguyên này, sở hữu nguyên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này cho em nha. Đấy, nguyên một set luôn, đầy đủ phục vụ anh em từ A đến Z, không thiếu một cái gì, từ mũi khoa, mũi vít này, đầu khẩu các thứ này, có cả con sâu bắn ốc ở chỗ khóa như thế này. Đấy, do là số lượng còn ít nha, nên là em sẽ sale rẻ, và em nhấn mạnh là mã sản phẩm này cực kỳ là nhanh hết hàng. Hết hàng cái là nó sẽ không về nữa đâu. Cho nên là anh em nào mình ưng cái nhá, thì mình nhanh tay này, nhanh tay lên đơn này, đặt hàng thì đọc cho em đúng tên mã sản phẩm là khoan pin Mazda 5 cell,
với mức giá cho em là 399.000 đồng nha. Bác nào nhanh tay là có đơn, chậm chân chậm tay là hết cơ hội nha. Hôm nay thì em sẽ về được cái mã sản phẩm cực kỳ là hời các bác nha. Giá ngon, hàng chất lượng để phục vụ các bác. Đây sẽ là những cái bộ máy xịt rửa xe Mili, hàng chính hãng của Kenmax. Máy sẽ thiết kế sử dụng điện trực tiếp 220V và hôm nay thì em sẽ gửi tới các bác nhà mình hai mẫu nhá. Nó sẽ có mẫu có chỉnh áp và mẫu không có chỉnh áp các bác ạ. Đấy, em sẽ lên đầu tiên sẽ là cái mẫu không có chỉnh áp này. Mẫu không có chỉnh áp thì hôm nay sẽ là một cái con máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Với thiết kế máy thì đây nguyên bộ các bác có máy này, súng xịt này. Đây, súng xịt này, vòi xịt này. Đây là cái dây đầu ra các bác nha, được tặng kèm cả một cái đồ. Cái này là cái bình bột tuyết. Đây là cái dây hút đầu vào này. Có một cái chõ lọc rác này và một khớp lối nhanh như thế này cho các bác. Tức là sẽ trang bị cho các bác đầy đủ từ A đến Z rồi. Và cái này thì về các bác cứ cắm điện trực tiếp 220V. Mình sẽ có một bể nước hoặc là một vòi nước nữa thôi là mình sẽ có thể là mình sử dụng được nhá. Đây các bác nhìn cho em cái mẫu máy này, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Sẽ có công tắc tắt mở đây ạ. Đấy, đây này, công suất là 2200W các bác nha. Dài điện lưới 220V. Model của máy đây. Đó, đây, cái này là hàng chính hãng của Kenmax, Hà công ty hàng chính hãng mà các bác mua được cái mức giá nó rất chi là hời luôn. Bác nào mà ưng cái sản phẩm này nhá, các bác lên đơn cho em là máy rửa xe của Kenmax. Máy rửa xe điện của Kenmax các bác nha. Máy này là xài điện trực tiếp 220V. Giá em bán tặng các bác sẽ là 1.250.000 đồng. 1.250.000 đồng. Thật sự luôn là ngoài thị trường để các bác có thể mua được một con máy rửa xe xách tay hàng chính hãng. Cái này thì nó sẽ phù hợp với mọi công việc xịt rửa. Đấy, các bác có thể sử dụng để mình rửa xe này, rửa sân thềm nhà cửa này, tưới cây cảnh này. Đấy, hay là các bác thợ điện lạnh mình có thể là sử dụng để đi vệ sinh điều hòa máy lạnh thì cũng quá là tuyệt vời luôn. Hà công ty hàng chính hãng, dây đồng 100% cho các bác mà giá rất chi là hời nhá. Đấy, chốt thì các bác cứ gọi treo vào máy rửa xe điện của Kenmax, giá cho em là 1.250.000 đồng thôi. Còn nếu bác làm mà mình muốn mua cái loại mà có điều chỉnh áp này thì các bác lấy sang cái mẫu bên này. Mẫu bên này nó sẽ là hàng có chỉnh áp, ở đây nó sẽ có thêm một cái nút chỉnh áp ở đây. Có nút chỉnh áp thì là các bác sẽ có thể chỉnh được áp của nó, không phải là áp cố định nữa mà các bác có thể tùy chỉnh to nhỏ được nhá. Đây, cái mẫu máy thì nó như thế này, nguyên một bộ phụ kiện như này. Có máy này, cũng có một cái bình bọt tuyết này, chõ lọc rác và đầu lối nhanh này. Đây, dây hút vào này, dây đầu ra này. Và súng nhá. Cái mẫu súng của nó rất chi là to khỏe luôn. Đấy, dây xịt đây các bác. Đây này, cái mẫu này thì các bác nhìn cho em đây. Công suất của nó cũng là 2200W luôn. Đấy, nhưng mà cái mẫu này thì các bác sẽ có nút điều chỉnh áp. Các bác sẽ có thể tùy chỉnh được áp lực mạnh nhẹ được. Đấy thì là mình sẽ sử dụng được. Để khi nào mà các bác sử dụng để rửa xe ấy, nhiều bác mà gia đình mình có những cái xe hơi mà những cái loại xe đắt tiền ấy, thì mình khi mình rửa mình có thể cho về cái áp nhỏ để cho nó đỡ bị xước sơn xe các bác nha. Đấy, con này thì nó rất là tiện ích. Nó sẽ có nút điều chỉnh áp cho các bác. Và giá thì rất chi là rẻ luôn. Cam kết khẳng định các bác, ngoài thị trường để các bác có thể kiếm được một con máy rửa xe và hàng ngon bổ rẻ như thế này mà hàng chính hãng, hàng dây đồng thì thật sự các bác sẽ không kiếm đâu ra. Ngày hôm nay khi các bác mà đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này của nhà em thì các bác hãy nhanh tay mình đặt hàng sớm nhá. Lên đơn treo là máy rửa xe chỉnh áp của Kenmax. Đấy, giá chỉ có 1.400.000 đồng thôi. 1.400.000 đồng thôi các bác nha. Mức giá siêu hấp dẫn cho em, rẻ nhất Việt Nam luôn các bác, khẳng định các bác là giá rẻ nhất Việt Nam. Đây sẽ là cái sản phẩm em sẽ tri ân tương tác bán tặng, cho nên là các bác mình nhanh tay nhá. Hôm nay thì em review các bác, đây sẽ là cái máy quấn dây đồng, máy có hiển thị số nhá, để dành tặng cho tất cả những bác nào mà làm thợ điện cơ. Ngày hôm nay thì các bác có thể sở hữu cái sản phẩm này. Cái này thì nó sẽ là cái mẫu hàng loại đẹp nhất đấy ạ. Sẽ có hiển thị số như thế này. Và các bác sẽ quay lại cái tay quay lại ra nhá. Đấy, cái này thì cái chất lượng của nó cực kỳ là ngon luôn. Các bác mà quấn motor ấy, quấn từ những cái motor nhỏ cho đến motor lớn mình vẫn có thể là xài được nhá. Nó tùy theo cái khuôn quấn, mình quấn cái mã nào thì mình lắp cái khuôn đó. Cái máy số này thì không có kèm theo khuôn quấn nha. Nếu bác nào có nhu cầu muốn mua những cái khuôn quấn dây đồng là bên em cũng có luôn. Đấy, các bác có thể liên hệ bên em gửi cho bác những cái khuôn có đầy đủ cỡ to nhỏ khác nhau. Còn cái máy số này thì ngày hôm nay em sẽ bán tặng các bác với mức giá chỉ có 430.000 thôi, nhưng mà sẽ được hỗ trợ miễn phí ship nhá. Trên thị trường thì nó sẽ có cả cái máy hiện kim nhá. Hiện kim thì cái giá của nó sẽ rẻ hơn, còn cái máy này của bên em sẽ là dòng máy hiện số. Đấy, cái này khi mà các bác sử dụng ấy, đếm thì nó sẽ có hiện vòng ở đây này.
Đấy, nó sẽ nhảy vòng cho bác. Mỗi một vòng nó sẽ nhảy một số để các bác không cần phải đếm bằng mồm. Đấy, rất là tiện lợi luôn mà giá rẻ, có 430.000 thôi. Các bác mà chốt đơn thì nhớ gọi cho em là máy quấn dây đồng có hiện số nhá. Giá 430.000, miễn phí ship hoàn toàn cho các bác luôn. Cái góc nam châm thì hôm nay em sẽ bán tặng cho các bác ba cỡ nhá. Ba cỡ to nhỏ khác nhau các bác ạ. Cái cỡ này sẽ là cái cỡ ke góc 25. Cỡ ke góc 25 thì giá của nó chỉ có 50.000 một chiếc thôi. Còn với cái ke góc này sẽ là cỡ 50 này. Ke góc cỡ 50 thì giá của nó sẽ là 70.000 một chiếc nha. Và to nhất thì sẽ là cái ke góc cỡ 75 này. Ke góc cỡ 75 thì sẽ có mức giá là 100.000 đồng trên một chiếc. Đấy, các bác có thể lựa chọn nha. Sẽ có ba cỡ từ nhỏ cho đến lớn như thế này. Dòng này sẽ là dòng chuẩn xịn loại 1, rất chi là dày dặn đẹp và chắc chắn luôn cho em các bác nha. Với cái sản phẩm này thì em đã gửi tới tay các bác rất rất chi là nhiều rồi. Bác nào mà đã sử dụng rồi thì các bác cũng đều khen và phản hồi chất lượng của nó rất chi là tốt. Và cái đợt này có cái chương trình sale giá rất chi là hời. Cho nên là bác nào mình đang có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này thì hãy nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn hàng thành công các bác nha. Ba cỡ như thế này các bác có thể tham khảo cho em xem là cái cỡ nào mà nó phù hợp với công việc của mình thì là các bác lên đơn những cái cỡ đó nhá. Ở đây nó sẽ có những cái phần thông số kỹ thuật hết cho các bác này. Đây. Đấy, nhìn cho em kỹ những cái thông số kỹ thuật như này. Từ nhỏ cho đến lớn, ba cỡ. Ba cỡ to nhỏ khác nhau các bác thoải mái lựa chọn các bác nha. Hôm nay thì bên em sẽ có rất là nhiều các mã sản phẩm giá hời với một chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình trong cái buổi video ngày hôm nay. Đặc biệt hôm nay thì em sẽ xả kho cho các bác nhà mình lô máy mài của Dorama hàng chính hãng. Với thiết kế là một con máy mài sử dụng điện trực tiếp 220V, máy mài một tấc nha. Hàng công tắc gạt đuôi này, rất chi là bền công tắc các bác ạ. Đây các bác nhìn xem này, công tắc gạt đuôi, máy sẽ là máy một tấc và hàng dây đồng ruột dài. Con máy này thì sẽ có công suất cực đại lên tới là 850W nha các bác. Đây các bác nhìn cho em cái thông số kỹ thuật của máy này. Vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút này. Và các bác nhìn cho em vào cái đuôi máy nó sẽ có những cái ô thoáng này này. Các bác có thể tháo cái miếng lưới này ra để mình có thể vệ sinh máy nha. Đấy, dùng không có bao giờ lo bị nóng máy. Thì đây là hàng chính hãng của Dorama các bác này. Hàng của Dorama. Đấy, với một cái con máy cắt cầm tay như thế này nhá, thì các bác nhìn cho em là cái thiết kế nó rất chi là nhỏ gọn như này. Đấy, nhỏ gọn như thế này. Các bác mua về để mình làm gia đình này hay là anh em xài thợ công trình thì cũng rất chi là tuyệt vời luôn. Một cái mã sản phẩm mà đáp ứng cho các bác nhà mình đủ 3 tiêu chí hàng ngon, bổ và rẻ nhất. Thì với cái sản phẩm này các bác nhận về nó sẽ có nguyên hộp như này nhá. Đây, hàng nguyên hộp như này cho em này. Đấy, các bác sẽ có một máy ở đây, có một máy này. Con này nó thiết kế nhỏ gọn lên là nó sẽ không làm tay cầm nhá. Đi theo là các bác có một cái tay mở lưỡi này và một cái ốp đá bảo vệ lưỡi như thế này. Đấy, cái này thì nó sẽ có nguyên bộ đầy đủ như thế này. Máy thì là hàng chính hãng mà hôm nay các bác mua được cái mức giá rất chi là hời luôn, chỉ với 350.000 đồng thôi các bác nha. 350.000 đồng thôi mà các bác có thể sở hữu được một con máy cắt cầm tay hàng công ty, hàng chính hãng, xịn sò, ok và giá rẻ. Đấy, cái đợt này em xả thì nói chung là nó còn tầm khoảng tầm độ 4 đến 5 thùng nha các bác. Đấy, bác nào mình nhanh tay nhất và bác nào là những người may mắn nhất theo dõi được trực tiếp cái video này của bên em sớm thì các bác sẽ có cơ hội để mua được cái sản phẩm này với mức giá chỉ có 350.000 đồng. Đấy, chốt đơn thì các bác nhớ gọi cho em là máy mài màu đỏ của Dorama với mức giá 350.000 các bác nha. Và em sẽ lên tiếp cho các bác nhà mình này. Ở bên này thì sẽ là những cái bộ máy khoan bu lông pin. Bộ máy khoan bu lông pin hàng ngon, bổ và rẻ nhất cho em. Đây các bác nhìn cho em này. Những cái con máy bu lông pin màu xám nó sẽ có hai tên gọi. Đây các bác nhìn cho em nhé. Có hai tên gọi như này. Máy thì nó sẽ là hàng màu xám như thế này. Nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác tên thôi. Các bác này, ở đây sẽ là con máy bu lông của Mazda màu xám. Và đây là bu lông pin màu xám của Hitachi. Đấy, nó sẽ có hai cái tên gọi như thế này. Một là các bác lấy của Mazda, hai là lấy của Hitachi, em sẽ có hai cái tên gọi. Nhưng mà đa số nó sẽ là của Mazda nhiều. Đấy, hàng chính hãng của Mazda như thế này. Đây sẽ là một con máy bu lông pin, thiết kế là đầu 1/2. Đầu 1/2, đầu rộng nha. Đây, ở giữa có lỗ lục giác này. Các bác sẽ cắm được những cái mũi vít như này đây ạ. Cắm được những cái mũi vít như thế này. Đây sẽ là một con máy bu lông đa lăng. Các bác vừa ra vào bu lông này,
bắn tôn, bắn vít này, thậm chí là khoan tường được luôn. Và em sẽ thử máy cho các bác nghe này. Đấy, máy xài rất là êm nha, rất là êm. Cái này nó đang ở tốc 1 này, lên tốc 2 này. Đấy, nó sẽ có hai tốc độ như thế này các bác ạ. Đây nhá, ở đây là tốc 2 này, xuống tốc 1 này. Đấy, hai tốc độ, đây là tốc 1 nhá, em lên tốc 2 này. Và khi các bác đảo chiều máy qua này, đấy, đảo chiều máy qua, khi nó có cái đèn tròn màu xanh ở đây, nó sẽ có cái chế độ tự ngắt như này. Đấy, đây là chế độ tự ngắt để tránh bị đứt ốc nha. Các bác muốn tắt cái chế độ này đi thì các bác bấm cái nút màu đỏ này cho em, tắt cái đèn tròn màu xanh này đi. Đấy, máy xài rất chi là êm, cực mạnh luôn, cực khỏe luôn. Và lực xiết của máy sẽ rơi vào là 330 lưu tôn các bác. Hàng này sẽ là hàng chân pin phổ thông nhá. Đây, cái chân pin của nó này, các bác nhìn cho em cái chân pin nhá. Đấy, chân pin phổ thông này, máy là máy không chổi than luôn. Đấy, có đèn led soi sáng ở đây này, đèn led soi sáng này, có đảo chiều. Đó, cái này các bác sẽ điều chỉnh được ở công tắc nhá. Khi mà các bác bấm công tắc nhẹ này thì máy nó chạy chậm này. Đấy, bấm công tắc càng sâu càng mạnh thì máy nó càng chạy nhanh. Đấy, một cái con máy bu lông pin mà sẽ đáp ứng cho các bác nhà mình đủ 3 tiêu chí hàng ngon bổ và rẻ mà ngày hôm nay giá rẻ quá các bác ạ. Đấy, các bác lên đơn cho em là bu lông màu xám của Mazda hoặc là bu lông của Hitachi. Đấy, nó có hai tên gọi nhưng mà cái đợt đấy em đa số nó còn của Mazda nhiều các bác nha. Hitachi thì nó còn mấy bộ nữa. Đấy, nó vẫn giống nhau các bạn, nó vẫn giống nhau, nó chỉ khác tên thôi. Cho nên là bác lấy tên nào cũng được, các bác lấy tên nào cũng được. Và một bộ sản phẩm này nhá, các bác mua về nó sẽ đầy đủ này, nguyên hộp như này cho em. Đây, nguyên một hộp nó sẽ là như thế này ạ. Có bao gồm là một thân máy này, hai pin nhá. Một pin em nắp vào máy này, một pin ở bên ngoài như thế này. Có theo một cái sạc bàn như thế này. Và tặng kèm thêm các bác nó có một cái khẩu mở bu lông 22 này, có một cái dây đeo máy này. Đấy, và một cái hộp đựng máy như thế này. Tức là các bác nhận về nó sẽ có nguyên hộp như thế này luôn ạ. Đấy, và ngày hôm nay thì chỉ với mức giá có 599.000 đồng thôi các bác nha. Quá rẻ luôn, 599.000 đồng để các bác nhận về được nguyên một combo như thế này, được hỗ trợ bao ship về tận nhà. Và đây nó sẽ thiết kế là hàng chân pin phổ thông, nên nếu bác nào có nhu cầu mua thân máy, các bác mà không lấy phụ kiện, các bác chỉ lấy thân máy thôi, thì em sẽ bóc máy ra là em sẽ gửi tặng các bác, giá chỉ có 300.000 thôi. Đấy, các bác mà mua thân máy thì sẽ là 300.000 nhá. Đây, cái thân máy thì nó sẽ như thế này. Thân máy thì nó chỉ có mỗi cái thân máy như này thôi, nó không có hộp và không có pin, không có sạc, không có bất kỳ một cái phụ kiện gì đi theo. Giá em bán tặng các bác thân máy chỉ có 300.000 thôi. Đấy, còn bác làm mà lấy nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này thì sẽ là 599.000. Đấy, nguyên bộ như thế này mà giá rẻ quá các bác ơi, có 599.000 thôi. Và sẽ được hỗ trợ bao phí ship các bác nha. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thoải mái cho em, cùng kiểm tra hàng, test máy đầy đủ trước khi mình nhận hàng thanh toán tiền. Nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, cái đợt này do là trong kho nó còn số lượng ít, cho nên là em sẽ thanh lý giá sập sàn cho tất cả các bác nào mà mình may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Đấy, bác nào chốt mình nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn các bác nha. Nhớ gọi cho em là bu lông xám của Mazda hoặc là bu lông của Hitachi các bác nha. Đấy, giá ngày hôm nay thì nó quá rẻ quá hời. Cái này là vừa bán vừa cho các bác ạ. Chứ còn bình thường á, các bác mua ngoài thị trường một cái quả pin như thế này là cũng tầm 300-350 rồi. Đấy, ngày hôm nay với mức giá rẻ như thế này mà các bác nào không chốt nữa thì thôi, tiếc cực kỳ là tiếc luôn. Cơ hội chỉ đến với các bác một lần duy nhất, không bao giờ có lần thứ hai. Cho nên là bác nào mình chốt mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Nhớ lên đơn cho em là bu lông màu xám các bác nha. Số lượng có hạn, các bác nhanh tay lên đơn là có nha.